Các bạn sẽ được học tiếp bài số 28 trong chương trình tự học tiếng Khmer lớp 1 nha. Thì trong bài 28 này mình sẽ đi tìm hiểu một phụ âm mới, đó là phụ âm giọng o, mình đọc là lo lo. Đây là phụ âm giọng o, đọc là lo. Các bạn có thể xem cách viết phụ âm giọng o. Có sợi cây, lo xả lá, cày lá. Có sợi cây, lo xả lá, cây lá. Cây lá có nghĩa là thể thao. Tương tự so ấm, so ấm sấm, lo sầm lò. So ấm sấm, lo sầm lò nghĩa là món canh. Các bạn có thể biết món canh chim lo rất là nổi tiếng của người Khmer Nam Bộ. Xo sầm sấm, lo sầm lò. Xo sầm sấm, lo sợi lấy sầm lầy. Xo sầm sấm, lo sợi lấy sầm lầy nghĩa là bông gòn. Co sầm cấm, lo sợ lo cầm lo. Co sầm cấm, lo sợ lo cầm lo. Cầm lo hai thanh niên. Lo sợi lấy, lo sợ lo lê lo, lo sợ ai lê, lo sợ lo, lê lo. Lê lo nghĩa là láo táo. Các bạn có thể đọc lại. Mê riêng tí mùi phai bầm bầy, lo. Có sợ ai cây, lo sợ a lá, cây lá. So sợ âm xóm, lo sầm lọ. So sợ âm xóm, lo sợ ai lấy, sầm lấy. Có sợ âm công, lo sợ lo cầm lo, lo sai lay, lo sai lo, lay lo. Các bạn có thể tự đọc lại nha. Thì trong quá trình học, bạn nào gặp khó khăn thì cứ comment ở phía dưới nha. Trong bài 28 này có một câu ứng dụng như thế này: lo 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 sa la là a la, lo lo là la, bo su bố, no sa na bù ná, có sải cài. Đây là sải nè, các bạn đã học rồi. To sả tá kho sĩ khê, bù ná cái tạc khê, lo lo la la, bù ná cái tạc khê. Bù ná đây là tên của em bé này, tên là bù ná. Cái là chùm sữa, tạc khê đây là một cái đàn của dân tộc Khmer, đàn truyền thống, đàn tạc khê. Lo lo la la bù nà cái tạc hề. Nào hãy đọc lại lần cuối. Lo có sợi cây, lo a lá cây lá, sầm lọ sầm lấy cầm lo lấy lo. Lo lo la la bù nà cái tạc hề. Đây là nghĩa và phiên âm của ta từ sầm lọ sầm lấy cầm lo và lấy lo.
Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo vào ngày mai, là bài 29. Xuống chung riệp rè xuống họp mình to mình khóc rồi các bạn ơi.